Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng mình sẽ giới thiệu hướng dẫn mấy giảm béo nâng cơ EMSCULPT BTL nha các bạn. Thì sau khi mình sẽ gắn cái tay cầm này, mình sẽ gắn hai cái tay cầm ở phía sau, mình sẽ bật cái chế độ công tắc, mình sẽ bật cái công tắc ở phía dưới. Mình sẽ tiến hành này các bạn, thẻ nha các bạn, thẻ mình sẽ gắn thẻ. Cái thẻ của mình là cái thẻ này, lúc nào phải có thẻ mình mới sử dụng được thôi. Thẻ chip là các bạn để cái mặt chip á, đặt ở phía dưới á, ở phía trong, đánh vào và mình sẽ nhấn một cái nút bên này, sau đó view form mình sẽ tích vào màn hình nha. Rồi nó sẽ có hai cái chế độ để mình lựa chọn nha. Cái chế độ này là có nghĩa là mình, ví dụ ha, mình bấm vào, mình kích vào. Chỗ đây là nút mở nè, khi mình mở nè thì cái nút này đó là nó giới thiệu thôi. Mình sẽ chọn cái điều chỉnh mới đi ha, những cái này thì mình không cần, mình sử dụng đâu. Cái female đây là giới tính ha, nữ nam, đây là độ tuổi nè, mình chọn tùy theo độ tuổi mà mình chọn cho đúng nha. Còn cái vùng đây là vùng điều trị ha, vùng bụng này các bạn, vùng mông này và các vùng khác ha. Ví dụ mình đi thường đi vùng bụng đi, cái đầu mình sẽ bấm chọn. Rồi cái protocol 1 đây là giao diện 1, là mình sẽ lựa chọn cái bước sóng, đó thôi, một tần số đó thôi. Cái mức năng lượng, đây là mức năng lượng nha các bạn. Mức năng lượng các bạn sẽ chọn tối thiểu, chọn trên 10 nha. Còn thường mình bỏ mức năng lượng vừa mình đi thôi, tùy cơ địa hoặc là tùy vùng mà mình chỉnh nha. Còn đây nút thời gian, đây các bạn, mình sẽ chỉnh tăng giảm ha, tăng giảm thời gian. Rồi sau khi mình chọn các thông số xong thì mình sẽ chọn cái chế độ mình hoạt động, thì mình bấm cái bên này ha. Đó các bạn, cá nghi kêu tạt đây, nghĩa là nó có 6 mức độ. Nếu mà mình chọn giao diện này là có 6 mức độ nha. Đó mức độ 2 rồi đó bạn, giờ mức độ 3 này, đây là mức độ 3 vì nó mạnh hơn. Mức độ 4 này các bạn, cái nghe tiếng á, nó tác động á. Rồi mức độ 5, mức độ 6, thì khi mình chọn cái chế độ này á, thì nó có 6 cái mức độ sẽ tăng dần. Sau khi mà 6 mức độ nó đã được hiển thị thì bắt đầu nó sẽ quay trở lại mức độ đầu tiên ha. Nó cứ xoay vòng vậy cho đến hết thời gian nha các bạn. Còn khi nếu bạn muốn điều chỉnh cái mức độ theo mong muốn đó, là các bạn sẽ điều chỉnh tắt cái này trước, bắt đầu mình sẽ quay lại để mình chọn cái giao diện 2 về cái chế độ thứ 2. Chế độ thứ 2 thì mình có thể tùy chỉnh. Thì cái này cũng tương tự, này cũng là mức năng lượng này các bạn. Còn cái tần số cá ba này, cá ba mức này, nghĩa là sau khi mình chọn mức F1 đúng không? F1 giống như là nó sẽ chọn sẽ chọn cái mức này là 6 lần thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ chuyển sang cái này 6 lần và tiếp tục nó sẽ chuyển sang chế độ 6 lần là mức kiểu này đó. Thì ở mọi mức nó sẽ bắt đầu nó quay lại cái F1, cứ F1 6 lần, F2 6 lần, F3 6 lần. Như vậy nó liên tục cho đến hết cái thời gian mình chọn. Này thì nút thời gian tương tự nha, time là thời gian nha các bạn. Rồi, bây giờ mình viết giùm các bạn để mình test nè. Các bạn mở cái này. Rồi, mình lại chọn. Mình chọn nữ nè, rồi tuổi nè, vùng bụng nè. Bấm chọn, bấm chờ đợi nó mở. Đó. Do mình chọn cái lần đầu tiên nè, 41 hết nè, tần số nó rất là cao cho nên nó kêu rất là, nó chạy rất là nhanh mạnh đó. Thì nó 6 lần như vậy nên nó chuyển sang tới này, rồi nó chuyển sang tới này, quay lại như vậy cho đến hết thời gian mình nha. Thì mình sẽ tách cái này, mình tách mình mới quay lại được. Sẽ hướng dẫn cái chọn những cái kiểu này nha, những cái thông số này nè, có nhiều list này. Mình bấm vô list thì mình tùy chọn được cái giao diện 1 hay di dần 2. Có nghĩa là cái này là nó set up 1 thôi, set up 1 cái cường độ rồi thôi, một cái mức thôi, một mức tác động của tần số. Còn cái này là mình lựa chọn tần số nè, nó có 3 mức tần số khác nhau nè. Đó, thì mình muốn chọn thì mình vô list. Còn therapy là cái liệu pháp này, có nghĩa mình nó sẽ tự mặc định ở phần list, cho nên mình vô là mình sẽ bấm list thôi để mình chọn. Còn cái therapy này nè với cái thằng record này, record là hồ sơ, thì mình không cần quan tâm đâu ha, mình chỉ cần chọn list này nè để mình chọn chế độ 1 là tự động ha. Cái tần số người ta đã set up rồi, một nó set up ở mức 6 mức rồi ha, 6 mức độ, và nó sẽ cứ như vậy mà nó chỉ hết thời gian mình làm. Còn cái 2 đi nè đó, thì nó sẽ có những cái tần số mình tự chỉnh ha, tự chỉnh. Cứ một F1 thì nó sẽ có 6 nhịp này, F2 6 nhịp, F3 6 nhịp, cứ vào quay lại như vậy á nha. Cho nên thường mình đi các vùng khác nhau thì mình chỉnh ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.